Rồi, xin chào cả nhà mình nha. Lại một ngày mới nữa cả nhà. Xin mến chúc cả nhà mình tới mọi miền đất nước ngày mới luôn luôn được nhiều sức khỏe nha cả nhà mình ha. Cầu xin cho cả nhà mình là được nhiều ân tình che chở, là cho cả nhà mình luôn luôn được bình an nha cả nhà mình nha. Thì hôm nay nữa là ngày thứ năm hay thứ sáu gì đó. Thứ sáu thì phải. Mình quay trở lại nhà của anh Khải và chị Anh nha cả nhà ha. Thì hiện bây giờ từ cả nhà mình thấy trên xe mình là có một bịch gạo, một bịch gạo bự á, là của chị Ngọc Đức gửi lên cho nhà mình, nhờ mình chuyển lên trên đây kiếm thêm 500 ngàn nữa nha cả nhà mình ha. Đây là của chị Ngọc Đức. Còn những cái tấm gạo nhỏ nhỏ dưới này là của một mạnh thường quân ở cùng phường với mình á, ở quận 12 mình luôn á. Chuyển là nhà cho mình, nhờ mình là chở lên cho các bé trên này. Thì cả nhà mình thấy như vậy là biết tấm lòng của các mạnh thường quân mình là thương yêu các bé cỡ nào rồi cả nhà ha. Bây giờ là xin mời cả nhà mình đó là vô xem các bé hôm nay có khác biệt hơn mọi bữa không nha cả nhà nha. Xin mời cả nhà. Rồi, đây là cả nhà mình ha. Bây giờ hôm nay mình trở lại với trạm nhà của chị Anh và anh Khai ha cả nhà mình ha. Thì cả nhà mình thấy hai cái máng đã làm xong theo như là giống như là cũng 90% theo ý mình rồi cả nhà mình ha. Nhưng mà bây giờ hôm nay cũng có mạnh thường quân ý kiến vô cho mình là có thể là làm bánh xe đẩy cho nó nhẹ và bánh xe mình vô mình đẩy và vận chuyển cho nó nhẹ, đẩy tới lê lui á, bây giờ á, nhưng mà phải khóa lại thì cũng đúng. Nhưng mà bây giờ là giờ như vậy thì có lẽ là khỏi bằng bánh xe, tại vì khi mà mình cho các bé ăn là mình đổ vô trong đây đúng không cả nhà mình, mình đổ vô trong đây cho các bé ăn là mình vệ sinh á, mình rửa đó, thì mình đổ nước vô trong đây đầy vô trong đây, xong rồi mình lấy nồi dẻ mình cà qua cà lại sạch rồi mình nghiêng qua một cái là xong, nghiêng qua mình đổ là xong hết cả nhà mình ha. Ví dụ như đổ nước vô xong rồi đúng không, cho các bé ăn xong rồi đổ nước vô xong rồi, cả nhà muốn rửa là đổ nước vô lấy nồi dẻ là cà rửa xong hết rồi, đập cái máng lại như vậy là coi như là xong hết cả nhà ha. Còn cái vấn đề mà cả nhà mình cũng sợ là các bé bén mà hô bị đứt mồm đứt mỏ là không có ha, là ý cả nhà mình nhìn kỹ nha. Thì đây cái này là sơn cây sắt mình cho chống xét nó chảy xuống cái nhà mình ha. Có nghĩa là cái máng này nè, cái đường máng này nè mình cắt ra đúng không, mình cắt dọc ra rồi á, là mình sẽ xẻ cái sắt này nguyên một đường mặt dưới này nè cả nhà ha, mình trùm nó vô đây, mấy anh đây trùm nó vô xong rồi bắn vít khóa lại. Thì ở đây nó có cái đường là mình dán silicon hết nè, mình kêu phải dán silicon hết là không có lọt nước cho được, nó không hư. Bên đây cũng vậy ha, nói chung là giống nhau. Tao mới kẻ này à, là dán mình trích silicon hết là khi mình ập lại mình rửa nước cũng không có vô được, cái sắt này nó không có hư. Thì cái này thì nó mình để im một chỗ thì chắc cũng khỏi cần bánh xe rồi em ơi. Nó khi mà mình làm xong rồi mình rửa là mình ập lại như vậy là sạch. Thêm cái nữa, hai cái cả nhà ha. Nói chung là cái về cái hệ thống mà các bé cắn hư là không có nè, không có thế để các bé cắn hư nè. Cái thứ hai nữa mà các bé mà có gặm vô đây thì cả nhà mình cũng đừng có lo là các bé sẽ đứt mồm đứt mỏ nè, tại cái sắt này cái sắt nó vuông nó trơn, nó không có bén được ha nè, nó không có bén được, đâm ra là các bé không có bị đứt được. Cái độ bền là mình bảo đảm bền rồi đó, nhưng mà bây giờ là cho các bé ăn chung như vậy là các bé có cắn lộn hay không mới là, và cái đó là sự quan trọng thôi. Chỉ có một cái đường hông đây, các bé đang nằm trong đây thôi cả nhà ha. Đây các bé thì khi mà mình trộn cơm á, nấu cơm mình trộn trong nhà bếp của chị ha, nấu cơm mình trộn trong nhà bếp của chị, mình đặt cái máng mình sẽ đem mình, hiện giờ là không có bé nào ở đây nè, mình sẽ để hai cái máng này nó chạy dài theo cái đường này, nó từ trên đó đại khái như mình đặt hai cái máng chạy dài, khi mà mình trộn cơm đàng hoàng xong hết mình bỏ vô máng đàng hoàng xong hết cái mình mở cái cửa này ra thì các bé trong đó chạy ra là ăn. Nó thì mình tính là đây mình cũng thấy có đây cũng có cái đường hông này, chỉ đợi là làm khi mà cho các bé ăn xong rồi mình bơm nước vô trong cái máng đó, rồi mình bơm nước vô trong máng xong cái mình rửa cái máng cái mình ập xuống đây, tại vì đây là một cái đường ập xuống cái là nó sạch đó, nó khô rồi nó sạch thôi. Rồi hôm nay thì các bé được ăn cơm nha cả nhà mình ha. Thì chị Anh đang trộn cơm cho các bé, thì mình cũng xin nói cả nhà mình ha, cả nhà mình để ý cái màu cơm nha,
để ý sau khi chị trộn cơm xong rồi cả nhà mình để ý cái màu cơm, rồi mình có dỡ một cái tủ đông ra đó, mình có cầm bịch thịt lên cho cả nhà mình xem nữa, thì cả nhà mình cũng để ý cái màu thịt có phải là cái màu cơm đó với cái thịt nó tiệp với nhau, cả nhà mình không còn nhìn thấy không ha. Thật sự ra mà nói mình cũng hiểu là cả nhà mình là không phải là trách mình, là cứ như là nói chị anh là hà tiện không cho các bé ăn nhiều thôi. Rồi có vô cũng có một hai bạn vô nói là chắc có lẽ là siêu nhân là nói cho ăn hà tiện để là dư số tiền ra là ăn chia với lại anh với chị. Mong bạn là vô coi thử có phải theo đúng mình lời mình nói. Còn đây là 100 cái thịt dăm đó cả nhà mình ha, thịt cưa đó. Và mình mua cho các bé là 1.3 triệu nha cả nhà mình ha, nhưng mà lúc chợ tới giao là mình đã về mình không có nha cả nhà mình ha. Mà cả nhà mình cũng thông cảm rằng là có những cái chỗ mà mình mua thêm á, mình mua thì nó không có, mình không có trực tiếp quay được tại vì mình đã về rồi cả nhà mình, không chờ được á. Đây là 100 ký nha cả nhà mình nha. Bây giờ là cả nhà mình cũng để ý ha, coi cái màu cơm đó với lại thịt đó có phải là như mình nói không cả nhà mình ha, là 5 bịch thịt 10 kg không ha. Thì nếu mà nấu cơm á cả nhà mình còn nhìn thấy như vậy, còn nấu cháo nữa rồi cả nhà mình là hết thấy thịt luôn. Thịt già thịt gì thịt dăm á, cái mình nhà mình thịt xay đó mà cưa đó, đâm ra là nó hòa tan với trong cháo, cả nhà mình hết nhìn thấy luôn. Chứ mà thật sự ra trong đó là nó có 5 bịch thịt hết cả nhà mình. Nó hơi thất kiểu một chút xíu cả nhà mình biết sao không? À, nó hở cái bờ tường này ra, nó hở từ cái mặt máng ra bờ tường á. Tại vì là cái ke chữ A đó cả nhà, nó hở cái chân đó. Nếu có mình, cái này có mình, có mặt hôm qua cái lúc làm á, là mình có ý kiến vô là cái chân mặt máng bên đây là mình cho làm thẳng rồi. Mình cho làm thẳng để ốp sát vô tường. Còn để giờ làm cái chữ ke điều cái này thì nó hở cái tường ra, và phần bên đây nó hơi chật cho các bé chạy qua chạy lại. Hơi cao chút xíu nữa. Này chắc phải mình cho sửa lại qua cả nhà mình ha. Hơi cao mình sửa thấp chút xíu, có thể là thấp chút xíu hoặc cho nó nghiêng về bên đây chút xíu nè. Cái máng này nó hơi nghiêng chút xíu là cái mấy bé nhỏ ăn được hết. Cho nó nghiêng qua chút xíu. Không cần nghiêng nữa cả nhà mình ha, cho thấp xuống chút xíu nữa là được rồi. Thấp xuống chút xíu nữa là tất cả ăn tới hết rồi. Có mình ở đây là không có tình trạng này xảy ra, là mình có ý kiến vô ngay lúc làm á. Thì để cho mình khi mà mình ốp vô á, cái chỗ này nè, như cái cây này là mình có, mình ở đây là mình cho cái cây này cho đứng xuống rồi để cái mặt này mình ốp sát vô trong tường này, thì cái bảng bên đây nó sẽ dư ra dài ra. Nhưng mà không sao, sắt đó thì mình nói cả nhà mình sửa rất là dễ, chẳng qua tốn tiền thôi. Thì làm 2-3 lần này tốn tiền á, giờ vô mình kêu thợ tới gỡ cái này ra, cắt hàng cây này nối thẳng vô đây là cái mặt này ốp sát vô tường liền. Và có thể đồng thời hạ thấp xuống chút xíu nữa. À, thấp xuống chút xíu nữa cho các mấy bé nhỏ ăn tới luôn. Rồi nha cả nhà ha, bây giờ là đang khai trương máng mới, thử coi có thành công không nha cả nhà mình ha. Sau khi thành công rồi mình sẽ kêu thợ vô sửa lại cái này để cho sát vô tường ha cả nhà ha, sửa một mặt cho nó ốp sát vô tường và đồng thời hạ thấp chút xíu để cho tại vì các bé đã đứng ra cái này thì không có cao lắm, nhưng mà các bé đã nhỏ nhiều thì mình sẽ cho hạ thấp chút xíu và đưa sát vô tường ha cả nhà ha. Rồi bây giờ là chị đang quá trình chị phân đổ ra để ban được cái máng. Nhưng mà hôm nay thì tới đây thì anh Khai đã đi chở gạo rồi cả nhà mình ơi. Có nhiều mạnh thường quân á cho gạo á, rồi nói là anh Khai chịu khó đi đến nơi để lấy á, và hiện giờ anh Khai đi Bình Tân lấy rồi, còn có một mình chị anh ở nhà thì rất là cực. Mình nãy giờ mình cũng phụ phiên ra và đồng thời đưa gạo đưa đồ qua cho chị làm cả nhà mình ha. Còn mình chị anh làm cái nhà mình, anh Khai anh đi chở gạo, mình chỉ làm cái tội nghiệp đó, lập nhà mình suốt luôn, rất là vất vả. Mình cũng tranh thủ sổ sách đầu xong hết cái mình đọc mình công khai cho cả nhà mình là được bao nhiêu tiền để cho cả nhà mình nghe, cả nhà mình mừng, cả nhà mình là hỗ trợ cho
chị anh với anh, chị anh với anh Khai một ít nào đó để giữ cái như là ăn uống sinh sinh sống cuộc sống của anh chị như thế nào ha. Một phần ít nào thôi, còn như mình giữ mình sẽ cung cấp thức ăn cho gạo như là thức ăn hay là các bé bệnh hoạn có tiền đi nhà thương bệnh viện đồ theo yêu cầu của nhà mình ha. Thì cái gì cái cũng lần đầu thì nó cũng chưa có quen lắm. Không rồi cho nhiêu đó đủ rồi chị, không cần ban rồi hết máng đâu, còn dư cả mét nữa. Nó hơi mở cửa không đi, chị mở cửa không, nó chàng ở đây em ngồi đem quay cho. Lần đầu thì cũng chưa được hay lắm cái nhà mình ha, chưa được gọn á, nói chung là cũng chưa gọn lắm, thì mai chiều là mình bảo đảm với cái nhà mình là đâu đó nó sẽ có nề nếp thôi. Cái hẻm này mình tận dụng, cái hẻm này rất là ngon, đưa cho xét vô, anh cho xét vô, nhà thấp xuống, nhà thấp xuống 5 phân là quá ok luôn. Từ từ và các bé sẽ quen, chị yên tâm, từ từ nó sẽ quen. Từ từ sẽ quen, chưa quen, chưa có nề nếp. Ra hết cho chị. Ok em cả nhà mình. Dạ nó chưa quen rồi chị, nó chưa có nề nếp, nó chưa biết á. Mai chiều nó quen biết là tự động nó chạy ra nó xếp hàng à. Chưa quen thôi. Quá trời. Đưa sát cho tụng từ hay quá không được. Sát vô và hạ thấp xuống chút xíu. Quá hay. Cái máng bên kia sạch sẽ rồi kìa. Nhà mình máng bên kia sạch sẽ rồi kìa. Dùng tới bên đây. Nói chung là hiệu quả đó chị ơi. Hiệu quả, em thấy hiệu quả đó. Nhưng mà có cái để em cho thợ sửa lại cái. Hiệu quả đó. Ở đó ăn cũng tới luôn nữa. Dạ. Nói cả nhà thấy không? Nó từ từ cũng giãn lên tới đây, chưa quen thôi, chưa cái này nếp thôi. Hôm nay các bé nhìn cả nhà mình nhìn đỡ chút xíu rồi ha. Nay năm sáu ngày bồi dưỡng, 5-6 ngày rồi chuẩn bị uống thuốc được rồi nha cả nhà mình. 5-6 ngày nè, thật ra các bé chưa quen, nếu mà các bé quen rồi các bé sẽ di tản ra đều máng luôn, là không có chen lấn luôn. Nó đại khái như vậy này cả nhà mình thấy nè, ví dụ các bé mang của các bé di chuyển ra 8 mét chiều dài của cái máng là đều luôn á, không có chen lấn đâu. Thì mình có nói với anh chị rất là nhiều ha, cho các bé ăn thoải mái, bồi dưỡng các bé lại, không sợ hết gạo và cũng không sợ hết đồ ăn, cứ bồi dưỡng các bé thoải mái thì cả nhà mình yên tâm nha. Gạo rất là nhiều và đồ ăn cũng rất là nhiều, tiền của cả nhà mình còn rất là nhiều, thành ra là cứ cho ăn, các bé ăn thoải mái, bồi dưỡng mà không có hà tiện một miếng nào nữa hết, thậm chí còn tiền còn dư là còn được mua sắm thêm cái này cái kia nọ cho các bé. Anh kia leo máng ăn luôn trơn, anh đỏ anh leo vô luôn trơn, máng hơi lớn cả nhà mình ha. Thì theo cái này là mình ý kiến rồi, tại vì mình đi đầu ha cả nhà ha, mình cũng chưa có kinh nghiệm, mình đi đầu thì mình, nếu mà các trạm mà thấy cái này muốn cho ăn kiểu này á thì mình nên góp ý với cả nhà mình ha, mua ống 200 thôi, đừng mua 200-250 như mình, 225 như mình nha, mua ống 200 thôi là nó sẽ nhỏ vô là vừa, làm nhỏ nữa thì nó hơi cạn.
ống 200 là vừa nha cả nhà ha. Và cái chiều cao mà ống 200 đặt vô cũng rất là vừa luôn. Cái này tới ống 225 lần. Cái này là mình ý kiến riêng ha. Tại vì cái phải có tiên phong, mình là tiên phong đi đầu rồi, ra cái kinh nghiệm cũng chưa có, mình quên như mình hình dung cái sự tưởng tượng ra cũng chưa ra lắm. Cái nhà coi cái ống nè. 225 là sao? Mua ống 200 là vừa. 200 là bằng một gang tay mình nè. Nó tới gang tay mình thấy vậy chứ mình nó bóp nhỏ là vừa. Đừng có bự giống như 225 giống vậy. Cái này hồi đi vòng 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 liếm qua liếm lại cho khỏi rửa luôn. Nó hơi trơn cái nhà mình ơi. Có nghĩa là không cho các bé đeo vô trong được. Nhưng mà quen, mai chiều quen rồi là sẽ không leo. Với lại cho thấp xuống chút xíu. Thấp xuống tí nữa là vừa. Tính ra thì có hố cao cái nhà mình ha. Mấy bé nhỏ 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 thôi chứ ăn thấy cũng vừa chứ đâu có gì đâu. Rồi siêu nhân xin lỗi cả nhà mình ha, không hiểu sao mà siêu nhân quay clip hôm nay bị hư âm thanh đó cả nhà mình, âm thanh nó rất là rè, mình không hay không biết luôn, cái lúc mà mình về mình làm phim mình mới biết được là cái âm thanh mình quay nó bị hư, mong cả nhà mình thông cảm cho mình ha, chắc có lẽ là trong quá trình quay mình bấm nhầm cái nút nào đó thì nó bị hư âm thanh đó cả nhà mình. Còn cái vấn đề thứ hai nữa thì về cái máng thì để mình cho xe cho thợ cắt cái chân đứng lại để ốp sát vô tường và hạ thấp xuống chút xíu nữa thì cái khoảng không gian máy bên các bé đi qua đi lại thì sẽ rộng hơn, và hạ thấp xuống chút xíu nữa để cho các bé nhỏ nhỏ con chút xíu ăn cũng được luôn, thì mình nghĩ là về cái máng là chắc có lẽ là thành công. Còn về vấn đề mà clip trước đó cả nhà mình ha, mình công nhận với cả nhà mình clip trước clip này á thì là các bé cho ăn cháo đó, các bé ăn rất là lẹ, ăn hầu như là cả nhà mình nhìn thấy vô cũng như là các bé còn đói còn thiếu, như là thiếu ăn. Thật sự ra mình cũng thấy chứ không phải là mình thấy, mình thấy các bé ăn rất là lẹ, ăn cái là mình còn nói trong cái clip đó là các bé ăn khỏi cần phải rửa liếm sạch sẽ luôn. Nhưng mà cho các bé ăn nhiều quá các bé sẽ ói cả nhà mình ha. Mình cũng có chứng kiến các bé ăn ói mấy lần chứ không phải là không chứng kiến. Rồi chị cho mình biết thêm là nếu mình cho ăn cơm á mà cho ăn nhiều nữa, ăn no luôn, các bé ói rất là nhiều, còn ăn cháo thì nó thực sự nó cũng đỡ hơn. Cái đó là mình chứng kiến. Còn cái nữa thì là mình cũng thấy là chị cũng nấu hai nồi cháo đầy giống như mình yêu cầu rồi cả nhà mình ha. Còn nói về mà thịt á cả nhà mình ha, chị cũng cho mình biết là chị nấu 5 bịch thịt đó cho cả nhà mình ha. 5 bịch thịt cho hai nồi cháo á, có nghĩa là 10 kg đó nha cả nhà mình. Nhưng mà mình cũng nói với cả nhà mình nè, thịt nó rất là rẻ, nó có 13.000 một ký thôi. Đâm ra mình không có hà tiện cái khoản đó đâu. Thật sự ra tiền của cả nhà mình ủng hộ vô chắc bé rất là nhiều. Gạo phải nói là gạo tấn luôn. Đâm ra là không có phải là hà tiện như cả nhà mình clip trước mà đã vô nói rất là nhiều, là với lại cũng có một bạn vô chửi mình nói là có lẽ là để ăn cho bé ăn hà tiện để ăn chia đó. Thật sự ra mình nói với bạn ha, gạo các bé rất là nhiều, tiền của các bé cũng rất là nhiều, thịt á nó cũng ngang hàng với gạo luôn. Đâm ra mình không có một cái gì mà để nói hô là cho các bé ăn ít thịt hết á. Thịt rất là nhiều, ăn hết mình kêu 100 ký thịt có 1 triệu 3 thôi nha bạn ha. Thì cũng mong cả nhà mình hiểu giùm mình, thật sự ra mình rất là nói với anh chị là cứ cho các bé ăn thoải mái, bồi dưỡng các bé vô để cho các bé mau lấy sức và trị bệnh do các bé uống thuốc độ tất cả, chứ không mình không hề hà tiện. Mà mình cũng thật sự và cũng nói với cả nhà mình cũng có thấy cái chị bỏ thịt vô nấu đàng hoàng đó, thì nhưng mà cái thịt đó cả nhà mình ha, khi mà nấu cái nồi cháo lên á, nó cái thịt nó là khá như nó tiệp nó gần tiệp như giống như cái cơ cháo với lại cái củ cà rốt đỏ đỏ đó cả nhà mình. Cái gì chứ mà trong là hai nồi cháo này là có 5 bịch thịt 10 kg hết cả nhà mình ha. Cái gì cái chứ là mình dám bảo đảm với cả nhà mình là thật sự ra trong hai nồi cháo là có 5 bịch thịt 10 kg, cái đó là có cả nhà mình ha. Còn nói về mà hà tiện gạo và hà tiện thịt thì cái đó là thật sự là mình không có nha cả nhà mình ha. Gạo là phải nói là các bé là gạo tấn, còn tiền mà để mua thịt cho các bé là tiền trăm, một cả trăm triệu cả nhà mình ha. Mà trong khi đó là 100 ký thịt nó chỉ có 1 triệu 3 thôi. Đâm ra là không có một cái lý do gì mà hô để cho siêu nhân hà tiện kêu chị hà tiện hết cả nhà mình ha. Mình cũng muốn nhắc nhở chị với anh chị luôn, tiền các bé rất là nhiều, đâm ra anh với chị cho các bé ăn thoải mái, đừng có sợ hết tiền ha. Rồi vậy thì mình cũng trình bày sơ về cái nói chung là cái sự tính toán trong lòng của mình cho cả nhà mình nghe rồi ha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình hiểu và thông cảm giùm mình. Rồi chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình.